Lily, Tuyết nè, Tuyết. Phải Tuyết không? Phải chứ, Tuyết, Tuyết. Không, cái màu này giống màu xe tù. Em biết nhìn màu rồi nha. Lune Seca nani. Xe tù Seca. Jom isseumyeon Lily 남자친구 한국어네. 네, 뭐 저요. 좋겠네. 네, 좋아요. 기분이 좋아요. 설날에 뭐 할 거야? 우리 대구 같이 가요. 대구 가서 놀 거야? 네, 맞아요. 대구에서 뭐 하기로 했어? 대구에서 맛있는 음식 먹을게요. 부모님 만나요. 대구에서 맛있는 음식 먹고 부모님도 만나요. 네. 뭐 내야? 따라하라고. 대구에서 맛있는 음식 먹고 남친의 가족 만나요. 남친 부모님 만나요. 남친 부모님 만나요. 그치. 와 진짜. 릴리. 릴리. 네. 이거 열면. 네. 어떡해. 아 아니야 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 장난이야. 쓰레기 쓰레기통. 아. 아유 쓰레기. 근데 왜 만져 손으로? 그냥. 릴리 남자친구 운전할 줄 알아? 아니 왜냐면 남자친구 오면. 네. 이렇게 또 놀러 가고 해야지 차 빌려서. 아니요. 여기 섭웨이 있어요. 버스도 있어요. 아 운전 안 하고 지하철 타고 가려고? 응. 편해요. 자 막혀 안 막혀요. 막혀요. 안 막혀요. 아 차 안 막혀? 네 맞아요. 근데 릴리 남자친구도 서울 잘 모르잖아. 맞아 맞아. 릴리 남자친구 서울 잘 몰라요. 릴리 지금 더 알아요. 릴리 토가이 해보이 나중에 나는 너 아 아빠 토가이 멋있지? 님 걸란 너 네 엄마 놀란 너 드세요? 네 엄마 놀란 너라 매너 없어. 그래서 남친 오빠 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 릴리, 네. MB 컴. 깨달라, 댄산 둥엄. 뒤어, 어달라, 댄산. 둥어, 니 뭐, 댄 다, 티, 까 뭐, 다. 둥어. 봐요. 까마. 어달, 댄 다, 둥엄. MB 때, 싸우, 까, 어달, 로이. 때, 싸우. 때, 위, 룩, 퀸, 바이어, 붐, 여, 해피, 만나서, 이렇게 못 봐요. 그리고 여기 있어요. 안 yên là tại vì thường người ta chơi điện thoại đúng không? Không để không người ta đi ở dưới đúng không? Chơi điện thoại thì người ta đi dưới như này. Anh nghĩ là chắc vậy. Chỉ là suy nghĩ thôi. Đúng rồi, suy nghĩ của anh. Thì em là suy nghĩ của em. Nhưng mà buổi tối là sợ lắm, chỉ là buổi sáng thôi. Buổi tối em đi rồi hả? Chưa. Có một lần buổi tối em đến đây em đi làm tóc nè. Đi chơi ở đây, đi bộ về. Tối ở đây là không có người. Hơi sợ một chút. Cho là em chạy luôn đúng không? Hey, no 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 no. Em đi bộ bình thường thôi. Mà nhanh hơn xíu đúng không? lâu lâu thì em nhìn đằng sau coi có ai không. Tại vì mặc cái áo này nè đi cảm giác nó sẽ ồn ào quá nên sợ là có người đằng sau nên nhìn đằng sau kiểm tra. Nhưng mà sao em biết người ta bán ở đây? Lần trước em đi chơi một mình đó, em thấy nên em đã mua ăn một lần rồi. À vậy hả? Trên đường đi về. Nhưng mà không cho mua của anh hả? Lúc đó là anh không có nhà mà chỉ có một mình em ở nhà thôi mà. À đúng rồi. Lúc đó anh ở với Sky đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có này kia, thằng cô có này kia. Cái gì? 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 Cái 꽁핑? 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 뭐 마실래? 나 따뜻한 거 아무거나. 저는 아아. 아아? 네. 차가운 거? 아. 얼어 죽어도 아이스 아메리카노. 아 그래? 릴리
바닐라 라떼. 네. 릴리 앞에. 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 아이스 바닐라 라떼. 아, 앞에. 아니, 다들 차가운 걸 먹는다고? 바닐라 라떼. 로만. 어. 아메리카노인데? 바닐라 아메리카노. 이거 굴 먹어봤어? 바다의 우유. 굴. 아니 저거 베트남에도 있는데. 아 베트남에 있지. 어. 꼭. Nhưng mà Việt Nam ở trong có cái vỏ ở ngoài. Cái này là lấy ra rồi. 어. 맛있어요? 맛있어. 겨울에 석파라는 게 저건데 제철. 나도 한 번도 안 가봤는데 릴리가 여기를 알더라고. 어? 공군. 할아버지. 아 체력 진짜 저질이네. 요거 올랐다고 이렇게 힘들다고? 아, 꼬임배. 오, 멋있어. 애기야, 어디에 가요? 걱정하지. 오이, 나 멤었고. 아, 이거 닫아놔서 열어놔야 되는데. 나비 엠 덤티 야 쌤 엠 유바이 바이 마 맘상 왕 김 때문에 눅눅해졌네 망엉컹 깜망 으깡 맛있네 괜찮아? 응 아왜 으쌰우 험어 쌰우 가이 쥬엔 쭈므크 신디 싸우러 가이 매단 꽝가이 로젯 아니라 게모 비박 로이 게모 비박 로이 하? 응 Công an bắt hả? Ừ. Thì game auto thì sao? Em chưa biết, bây giờ công an vẫn đang tiếp tục làm việc. Nhưng mà chuyện đó là chuyện lớn đúng không? Lớn mà, nên dạo này ở Sài Gòn á, người, mọi người đi xe hơi á, mọi người sẽ dán một cái bảng. À. Đánh trẻ em là một tội ác. Sau đó đi gần vòng chung cư của em bé đó. Anh ừ. 이번에 이번에 신디네 아파트에서 개모가 그 딸 때려서 죽었거든. 네? 신디 아파트에서 그 아파트? 어. 우리 갔던 아파트요? 어. 그래서 그게 엄청 큰 사건이었어. 페북에 다 깔려 있었고 나도 그래서 봤거든. 그 릴리가 저번에 얘기해 주더라고. 미친놈이다. 그래서 꽁한테 잡혔대. 그래서 내가 그 뒤로 어떻게 되는지 물어본 거지. 아, 젠 페이스북 니와 클릭 염렬라 콤콤. 그럼 꽁의 랑냥 마버 댄나 단 꽁가이더. Con trai cũng bị đánh nhưng mà thường là con gái bị đánh nhiều. Đúng rồi. Mấy năm trước có một vụ rất là nghiêm trọng. Vợ đó đi đánh con gái đó, cắt tóc và lấy ớt để vào chỗ này của con gái đó, tháo hết quần áo qua luôn. Thật hả? Thật, ở ngoài đường lấy ớt để vào đây. Nghiêm trọng đúng không? Thường ở Việt Nam lăng nhăng thì người ta đánh như vậy hả? Người nào mà tức quá, chịu không nổi thì đánh. Tại vì anh hay xem clip đó. Nhiều clip như vậy. Có, em đọc một lần rồi, em không nhớ là ở đâu. Cắt luôn, cắt của chồng luôn. Sau đó mang chồng đi bệnh viện nhưng mà cứu được. Không chết, không chết. Mang à. Đi bệnh viện mất máu nhiều. Tay khát cười. Không tưởng tượng được chứ sao. Không có thì giống em bé mà. Mày hả? Mày cướp chồng tao hả? Cái này. Gì vậy? Cắt bị vậy? 바람 피면 거기 자른다는 거 아니에요? 아니 베트남에서 실제로 그런 자른 사건이 있었대. 아 진짜? 그렇고는 병원 가서 수술했는데 다행히 살 수 있음. 다행히 살렸대. 다행히 큰일 날 뻔했네. 대가 끊길 뻔했네. 그러니까. 여자친구가 잘랐어? 안해. 아내 와이프. 와이프가 잘랐어? 남편? 아 졸라 보겠다.